Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Điện lực Việt Nam sẽ tăng mua nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo. Luật đấu thầu có hiệu lực giúp tháo gỡ điểm nghẽn thiếu thuốc, vật tư y tế. Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải tại Phú Yên. Các đội mạnh chạm trán nhau ngay tại vòng bảng bóng đá Olympic Paris. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố điều chỉnh tăng giá hầu hết các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều hôm nay 21 tháng 3. Cụ thể, mỗi lít xăng tăng từ 720 đến 740 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng thêm từ 470 đến 660 đồng tùy loại. Sau khi điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán 23.210 đồng một lít, xăng RON 95 có giá mới là 24.280 đồng một lít, giá bán dầu diesel lên 21.010 đồng một lít, dầu hỏa có giá mới là 21.260 đồng một lít, còn dầu mazut lên mức 17.090 đồng một ký. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết sẽ tăng mua nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo để đảm bảo cung ứng cho sản xuất, sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Cụ thể, EVN sẽ tăng mua từ nhiệt điện, tăng khoảng 145% so với năm ngoái 2023, đồng thời huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo. Giá mua nhiệt điện trong năm 2023 là 2.100 đồng 1kW, cao hơn gần 40% so với thủy điện. Mức này tương đương giá từ các nhà máy điện mặt trời. Hiện thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương ở phía Nam đang vào cao điểm nắng nóng, khiến lượng điện tiêu thụ tăng gần 11% so với cùng kỳ. Thêm một ổ dịch bệnh dại được phát hiện tại tỉnh Bến Tre, đó là xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Hôm nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã xác nhận ổ dịch bệnh dại thứ hai này. Các cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành điều tra dịch tễ, kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus gây bệnh dại tại xã này. Cơ quan thú y ngay lập tức tiêm ngừa bệnh dại cho 1.000 con chó tại xã An Hiệp, nhưng hiện vẫn còn thiếu khoảng 500 liều vaccine. Trong năm 2023, tại tỉnh Bến Tre có 12 ổ dịch bệnh dại được phát hiện và công bố dịch, 5 người đã chết vì bệnh này. Cũng trong năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, tại 30 tỉnh, thành phố, nhiều nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An và Điện Biên. Cơ chế đấu thầu cũ gặp nhiều vướng mắc khiến cho một thời gian trước đây, không ít bệnh viện phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc, vật tư y tế để khám chữa bệnh. Do đó, luật đấu thầu 2023 có hiệu lực và nghị định 24 được chính phủ ban hành đã giúp các bệnh viện thuận tiện hơn trong công tác khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Quận 6, việc tinh gọn quy trình mua sắm giúp đảm bảo nguồn thuốc, vật tư kịp thời cho việc chữa trị. Thủ trưởng đơn vị duyệt cái danh mục cũng như dự toán thì nó đã sẽ rút ngắn thời gian khá là nhiều, có thể đến vài tuần lễ. Ngoài ra, nghị định mới cũng cho phép các bệnh viện được lấy giá thuốc, vật tư y tế cao nhất, tránh xảy ra tình trạng phạm lỗi gây thất thoát tài sản. Phép là lấy cái báo giá cao nhất, miễn sao là nó phù hợp với yêu cầu chuyên môn của mình cũng như là cái tài chính của mình. Cái thuốc như là dưới 50 triệu thì chúng ta được quyền mua sắm theo quy định mà không cần phải đấu thầu. Thuận tiện hơn là chỉ sau 3-4 ngày chào giá trực tuyến trên mạng đấu thầu quốc gia, các bệnh viện có thể mua được linh kiện. Bệnh viện cũng có thể mua thêm tối đa 30% gói thầu mua sắm trước đó để việc dự phòng tốt hơn. Thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam đang phát triển về chiều sâu, ngày càng hướng đến an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Các hệ thống phân phối bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay nhau để nâng cao yêu cầu về chất lượng đối với thực phẩm, hàng hóa trước khi chúng đến với tay người tiêu dùng. Theo đó, 6 hệ thống phân phối lớn của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 50-60% thị phần bán lẻ hiện đại, cùng nhau kiểm soát chất lượng thực phẩm, được kỳ vọng sẽ tạo thành một mô hình liên kết giám sát thực phẩm. Trước mắt sẽ thí điểm 3 nhóm sản phẩm là trái cây, rau củ quả và thịt heo, thịt gà. Sau đó sẽ là mặt hàng khô, mặt hàng gia dụng. Các nhà cung cấp có cái trách nhiệm khi mà đưa cái sản phẩm vào các hệ thống phân phối, đảm bảo cam kết cái chất lượng của mình với hệ thống phân phối, đưa các sản phẩm hàng hóa chất lượng đến tay người tiêu dùng. Trong quá trình sản xuất, các cái doanh nghiệp phải kiểm soát được cái chất lượng và đưa sản phẩm đảm bảo cái chất lượng đó đến các hệ thống phân phối. Rất cần một sự hợp tác như vậy để có thể cùng nhau giám sát. Và nếu làm được như vậy thì có lợi ích rất lớn, sẽ giúp cho hệ thống tổ chức giám sát nó có chuẩn mực rõ ràng hơn, chuẩn mực chung rất rõ cái hàng gì cần phải như thế nào. Hiện hàng Việt đang chiếm 99% tại hệ thống bán lẻ hiện đại. Việc có tiêu chí chung không chỉ bảo vệ lợi ích người tiêu dùng mà còn gia tăng sản lượng hàng Việt trong chuỗi cung ứng.
liên tục các vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây là tại các trường mầm non. Sự việc diễn ra tại Đà Nẵng mới đây là một bài học cho những ai đang thực hành nghề nuôi dạy trẻ. Mới đây, dư luận không khỏi bất bình trước hình ảnh đứa trẻ tự kỷ bị cô giáo kéo tóc đánh đập tại chi nhánh cầu Vồng Sơn Trà. Cô giáo đánh trẻ là thực tập sinh, cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động. Sự việc này khiến các phụ huynh có con em mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ lo lắng và gây bức xúc trong dư luận. Đối với đặc biệt thì điều đầu tiên là phải yêu trẻ và hiểu trẻ đó. Còn nếu không hiểu trẻ thì không nên làm về cái chuyên ngành này. Trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp và tương tác xã hội. Điều này khiến các em trở nên dễ bị tổn thương và bị bạo hành. Đối với trẻ đặc biệt thì chúng ta đừng coi riêng đây là một cái ngành mà thiên về kinh doanh, mà chúng ta hãy coi đó là một cái ngành giáo dục mà nó có cái định hướng rất là rõ ràng, đó là giúp các bạn trẻ hòa nhập lại với xã hội. Việc chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt cần cả kiến thức, tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Mới ban đầu khi mà em vào thì em cảm thấy là hơi sợ. Sau khi quen dần với trẻ thì em cảm thấy yêu trẻ và thương trẻ nhiều hơn. Cần nâng cao hơn nữa nhận thức của xã hội về trẻ em mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn cho các em. Destin Asia, tạp chí du lịch uy tín có trụ sở tại Singapore, vừa công bố danh sách giải thưởng Reader's Choice Awards, giải bạn đọc bình chọn lần thứ 17. Đáng chú ý, ở hạng mục 10 thành phố tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam được nhắc đến và xếp vị trí thứ 10. Ở hạng mục 10 đảo tốt nhất, Phú Quốc xếp vị trí thứ 6, vốn nổi tiếng nhờ các bãi biển cát trắng mịn màng, nước trong xanh, đa dạng địa hình. Tiếp theo trong chương trình, Tây Ban Nha đối mặt tình trạng nhiệt độ tăng cao kỷ lục trong 3 năm qua gây hạn hán nghiêm trọng. Trang trí chỗ ăn nghỉ cuối cùng cho chính mình, cái nhìn lạc quan về sự ra đi nhưng cũng để tiết kiệm chi phí mai táng. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Tây Ban Nha đang đối mặt với lượng mưa dưới mức trung bình do biến đổi khí hậu, khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục trong 3 năm qua. Tình trạng hạn hán còn đe dọa nguy cơ thiếu nước sạch của nhiều người dân tại các vùng trên cả nước. Người dân đang phải tiết kiệm nguồn nước, nhất là trước Ngày Nước Sạch Thế Giới 22 tháng 3. Quan chức vùng Catalonia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán khi các hồ chứa ghi nhận mức thấp kỷ lục là dưới 16% trữ lượng. Tình trạng này cũng khiến nông dân phải giảm 80% lượng nước tưới cho cây trồng và 50% cho chăn nuôi, ảnh hưởng lớn đến kế sinh nhai của họ. Catalonia và khu vực Địa Trung Hải sẽ phải chịu thêm tình trạng thiếu nước và hạn hán nếu chúng ta tiếp tục sử dụng nước vô tội vạ, và nó sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xã hội và kinh tế. Còn tại thành phố Barcelona, chính quyền đang lên kế hoạch phạt người dân, nông dân và doanh nghiệp nếu họ không tuân thủ các giới hạn sử dụng nước. Tính đến tháng 2, việc sử dụng nước cho các hoạt động giải trí bị cấm, tưới cây công cộng chỉ sử dụng nước tái chế. Các cơ sở thể thao và khách sạn đã phải đóng cửa bớt các nhà tắm công cộng và sử dụng nước biển tại các bể bơi cho mùa hè tới. Ngày 20 tháng 3, Đại học Quốc gia Peru cho biết họ vừa phát hiện hộp sọ của loài cá heo lớn nhất từng sinh sống ở vùng biển mà ngày nay đã trở thành vùng rừng rậm Amazon. Các chuyên gia cho biết loài động vật này sống cách đây khoảng 16 triệu năm và dài từ 3 đến 3,5 mét. Theo chuyên gia, tổ tiên của loài cá heo này và cá heo sông Hàn đều từng sống trong một không gian đại dương rộng lớn gần bờ biển Ấn Độ và Nam Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, chúng đã tuyệt chủng ở vùng rừng rậm Nam Mỹ, nhưng hậu duệ vẫn còn sống sót ở Ấn Độ. Tại thành phố Hastings ở phía bắc New Zealand có một câu lạc bộ người cao tuổi độc đáo. Tại đây các thành viên trang trí chỗ ăn nghỉ cuối cùng cho chính mình. Họ trao đổi với nhau một cách vui vẻ thẳng thắn mà không có gì kiêng cữ về một chủ đề mà nhiều người còn e ngại là việc đi sang thế giới bên kia. Câu lạc bộ này là một trong 4 hội nhóm cùng tôn chỉ ở New Zealand. Giám nhóm đầu tiên hình thành năm 2010 ở thị trấn Rotorua. Số liệu chính thức cho thấy họ gồm 800 thành viên. Một số người thấy ngại ngần, thậm chí kiêng cữ nói về cái chết. Nhưng càng có tuổi, họ càng dễ vượt qua ngại ngần để nói. Có người trong câu lạc bộ cố gắng tránh cho người thân việc phải tốn kém cho tang lễ. Một tang lễ ở New Zealand tốn trung bình gần 6.000 đô la Mỹ. Vì vậy, chỉ đóng một khoản phí gia nhập nhỏ để trở thành hội viên câu lạc bộ, thành viên được tặng một quan tài sẵn sàng để chỉnh sửa theo ý nguyện. Xưởng cũng làm các hũ tro và nhất là các quan tài nhỏ cho các bệnh nhi hay nhà hộ sinh theo yêu cầu của các cơ sở y tế đó. Người ta thường thấy các hội viên tỉ mỉ chuẩn bị với tất cả tình cảm cho các món đồ,
như khăn len, gấu bông cho các quan tài nhỏ nhắn này. Quê hương của đồ chơi nhựa Playmobil là Đức, nơi những hình nhân nhỏ xíu này đã bắt đầu xuất hiện trên kệ đồ chơi năm 1974. Mừng sinh nhật 50 năm, Playmobil kỳ vọng tìm ra những khách hàng mới. Ông Peter Bischoffer say mê những món Playmobil từ nhỏ và tiếp tục sưu tập những hình nhân được sản xuất bởi tập đoàn Brandstatter. Khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu sưu tập. Các hình nhân khi đó chưa tinh xảo như bây giờ, có đôi khi có thể tô màu theo ý mình. Ngày xưa, người chơi gửi gắm rất nhiều giấc mơ và trí tưởng tượng vào món đồ chơi này. Từng sản xuất 3,9 tỷ hình nhân Playmobil trong nửa thế kỷ, nhưng hãng vẫn xếp sau Lego, đối thủ có doanh số gấp 10 lần Playmobil. Các nhà nghiên cứu thị trường đồ chơi cho biết, các loại đồ chơi như Lego hay Playmobil bị cạnh tranh khốc liệt bởi thế giới ảo và các trò chơi trên máy tính bảng hay máy tính PC. Playmobil kỳ vọng sinh nhật 50 là dịp để tìm thêm khách hàng mới trong giới thiếu niên như dự án khai thác hình ảnh Taylor Swift. Hãng cũng tìm cách tiếp cận giới sưu tập là người trưởng thành, thừa thắng xông lên sau thành công phát hành 400.000 Playmobil mang hình Van Gogh thông qua kết hợp với bảo tàng Amsterdam. Ngày 20 tháng 3, cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite ở Afghanistan đã tổ chức hoạt động cho lễ đón năm mới Nowruz, đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân. Hàng trăm người đã tập trung tại đền Shaki ở Kabul để đón năm mới Nowruz và thực hiện nghi thức sự cuộc cờ Mola Ali. Đây là một trong những đền thờ linh thiêng nhất của người Shiite tại Afghanistan. Hôm nay là một ngày tốt lành, là ngày đầu tiên của năm mới. Mỗi năm, lá cờ đều tung bay một cách đầy tự hào. Ngày lễ Nowruz lần này đánh dấu năm 1403 theo lịch Hồi giáo Hijri. Các tín đồ Shiite chỉ chiếm khoảng 10-15% dân số Afghanistan, trong khi phần lớn người dân nước này theo dòng Sunni. Nowruz là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Afghanistan và cũng được ăn mừng tại nhiều quốc gia khác như Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tiếp theo trong chương trình, án mạng hy hữu bị nhắn tin đòi nợ chỉ 1 triệu đồng nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến chết người. Gần 100 người đã được huy động để tham gia chữa cháy khu vực núi Phụng thuộc danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Trở lại chương trình với ngày xét xử thứ 3 phiên tòa sơ thẩm vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh. Chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với 15 bị cáo. Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Tân Hoàng Minh, từ 9 đến 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị mức án từ 5 năm đến 6 năm tù cùng tội danh trên. 13 bị cáo còn lại gồm lãnh đạo, nhân viên Tân Hoàng Minh và hai công ty kiểm toán bị đề nghị thấp nhất 24 tháng tù, cao nhất 5 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là 8.643 tỷ đồng. Rạng sáng nay trên quốc lộ 1D, đoạn qua thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải nghiêm trọng. Chỉ trong 2 ngày, tại thị xã Sông Cầu đã ghi nhận 2 vụ tai nạn tương tự. Trong vụ sáng nay, xe khách mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy hướng Nam Bắc, va chạm với xe tải biển số Bình Định chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm tài xế xe tải là ông Nguyễn Sang, trú tỉnh Bình Định, tử nạn trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe khách bị gãy chân. Ngoài ra, có 6 người khác bị thương, trong đó có 5 người nước ngoài. Trước đó, vào chiều tối qua, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự giữa xe khách biển số Đà Nẵng chạy hướng Bắc Nam và xe tải chạy hướng ngược lại. Xe khách chạy đến đoạn thuộc phường Xuân Yên thì lao qua giải phân cách tông vào xe tải. Hậu quả, tài xế xe tải Huỳnh Văn Quang ở tỉnh Quảng Ngãi tử vong tại chỗ. Ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách lấn làn chặn đầu xe khác trên quốc lộ 14. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận, trong đó hầu hết đều lên án hành vi vi phạm an toàn giao thông của tài xế xe khách. Sự việc diễn ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 tại đoạn đường qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Tài xế xe khách vi phạm là Võ Xuân Hoàng, 32 tuổi, quê Nghệ An. Hoàng cho xe mình qua mặt lấn làn và còn không nhường đường khi đối đầu một xe bán tải, buộc phương tiện này phải nép sát lề đường. Sau đó, một xe tải khác tới chặn đầu xe khách thì Hoàng mới chịu nhường đường. Tại buổi làm việc với công an, bác tài lái xe ẩu đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hoàng đã bị tạm giữ giấy phép lái xe để chờ xử lý. Vì bị la rầy, người con trai 15 tuổi đã đâm chết cha ruột.
Ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố và bắt tạm giam kẻ nghịch tử để điều tra hành vi giết người. Án mạng xảy ra vào chiều 17 tháng 3 sau mâu thuẫn giữa nạn nhân Nguyễn Văn Dũng và con trai tên H chỉ vì em gái của H bị té trong nhà có đám giỗ. Bị cha la rầy và đánh, H mang dao tự chế dài khoảng 50cm đâm xuyên cổ cha mình. Anh Dũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Một án mạng hy hữu khác. Bị nhắn tin đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau dẫn đến chết người. Sự việc tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào hôm qua là lời cảnh tỉnh với những hành vi thiếu kiểm soát khi biết rằng đối tượng giờ vướng vòng lao lý chỉ nợ có 1 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu khoảng 0 giờ ngày 20 tháng 3, Quân nhận tin nhắn đòi 1 triệu đồng từ Nguyễn Văn Ba Đô. Tức mình con nợ đến thị trấn Chợ Mới tìm chủ nợ, rồi cầm dao tự chế đuổi chém. Bị đâm trúng ngực, Đô chạy được một đoạn rồi gục ngã và được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế huyện. Quân sau khi biết Đô chết đã đến công an đầu thú. Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý. Một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực núi Phụng thuộc quần thể khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đến tối hôm qua 20 tháng 3, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3. Ngay khi phát hiện có cháy rừng, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập lửa. Tuy nhiên do địa hình phức tạp kèm theo gió lớn nên gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Gần 100 người đã được huy động để tham gia chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai thiết lập đường ống trên chiều dài hơn 1 km để đưa nước lên núi. Đồng thời cùng lực lượng kiểm lâm dân quân tiếp cận đám cháy để khoanh vùng, thiết lập đường băng, cản lửa. Tổng diện tích rừng thuộc quần thể khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen rộng trên 1.500 hectare. Đây là khu rừng đặc dụng. Từ đầu mùa khô, chủ rừng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy rừng, xử lý thực bì theo phương án đã được phê duyệt. Trong phần tin thể thao và cập nhật cuối chương trình, khởi tranh giải quần vợt Miami mở rộng với màn đối đầu giữa Andy Murray và Matteo Berrettini. Công an Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ xe máy trượt dài trên quốc lộ 13, làm một người tử vong. Thông tin cập nhật, trưa nay, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ xe máy trượt dài trên quốc lộ 13, làm một người đàn ông tử vong. Vụ việc xảy ra khoảng gần 11 giờ trưa, khi Dương Ngọc C, 44 tuổi, ngụ Bình Dương bất ngờ té ngã xuống đường trước trường tiểu học Hiệp Thành thuộc phường Hiệp Thành. Hậu quả người đàn ông tử vong tại chỗ, thi thể nằm dài trên giải phân cách, chiếc xe máy cách đó khoảng 5 mét, hiện trường nằm trong làn ô tô. Được biết nạn nhân làm bảo vệ cho một bệnh viện tại thành phố Thủ Dầu Một. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và xin kính chào tạm biệt.